Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến công du châu Âu từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 với các chặng dừng chân ở Pháp, Serbia và Hungary. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Liên minh châu Âu-EU trong gần 5 năm qua, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tổng thể mối quan hệ giữa Trung Quốc với ba nước nói riêng cũng như là với EU nói chung, góp phần củng cố sự ổn định thế giới. Và khách mời chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an sẽ giải mã sự kiện ngoại giao quan trọng này. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Nghệ An TV. Vâng, thưa Thiếu tướng, thì 5 năm trôi qua thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới trở lại châu Âu. Mặc dù thì những nghi thức tiếp đón thì vẫn trang trọng, nhưng mà quan điểm về Trung Quốc trên khắp lục địa này thì đã có nhiều thay đổi. So với chuyến đi hồi năm 2019 thì trong chuyến công du châu Âu lần này, dư luận quốc tế cho rằng Trung Quốc thì đang trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn hơn cả trong nước lẫn quốc tế. Thì Thiếu tướng có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này không ạ? Cái dư luận quốc tế mà đồng chí nêu ra là hoàn toàn đúng đắn đấy ạ. Cái năm 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến đi thăm châu Âu. Vào thời điểm 2019, kinh tế Trung Quốc phát triển tốt, về cơ bản là thuận lợi, xã hội ổn định, mọi mặt đều thuận lợi. Về quan hệ quốc tế năm 2019, thì quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ nói riêng, quan hệ Trung Quốc và châu Âu nói chung là tốt, không có vấn đề gì. Tất nhiên họ cạnh tranh với nhau về kinh tế và trên một số lĩnh vực thì chuyện là bình thường thôi. Cho nên cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2019 là khá thuận lợi, với một tâm thế của Trung Quốc hoàn toàn thuận lợi, đang ở trạng thái phát triển tốt và quan hệ quốc tế cũng ổn định. Ngược lại năm 2024 này, chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình sang châu Âu lần này, có thể nói Trung Quốc đang đối mặt với quá nhiều khó khăn ở trong nước và quốc tế. Nếu như năm 2019, nền kinh tế Trung Quốc phát triển được 7%, 7,5%, thì 2023 vừa rồi, nền kinh tế Trung Quốc thực chất chỉ được 3% thôi ạ. Cho dù người ta đánh giá 5%, nhưng dư luận thì 3% thôi. Nền kinh tế Trung Quốc vào năm 2024 này rơi vào trạng thái suy thoái, có thể nói rằng sau 45 năm tốc độ marathon chạy đuổi kịp Anh vượt Anh, đuổi kịp Nhật vượt Nhật, đuổi kịp Mỹ vượt Mỹ, bây giờ trên lịch sử thế giới này không có một quốc gia nào 40 năm phát triển liên tục tốc độ nhanh mà tồn tại được đâu ạ. Sau 30-40 năm phát triển nhanh thì bắt đầu rơi một thời kỳ suy thoái và khó khăn. Cái mô hình của Nhật Bản là điển hình gợi ý mô hình Trung Quốc hiện nay. Chúng có thể là năm 2024 này Trung Quốc trong nước gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, về xã hội, có thể nói như vậy. Khó so với năm 19 hoàn toàn khác. Về quốc tế có 5 cái điểm khác của năm 2024 này so với năm 2019. Cái điểm khác thứ nhất, năm buồn này đang diễn ra trong hơn 2 năm cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine bước vào năm thứ 3, và cả thế giới đang được nguy cơ của đối đầu trực tiếp giữa Nga và Ukraine, tức là một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 bằng vũ khí hạt nhân. Đây là hoàn toàn mới. Việc này tác động Trung Quốc rất lớn. Thứ hai là cuộc chiến tranh Israel-Hamas và mâu thuẫn mang tính đối kháng, đối đầu giữa Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran, nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh tổng lực bao trùm cả khu vực này. Điểm thứ hai. Điểm thứ ba, khác với năm 2019, năm 2024 này châu Á Thái Bình Dương căng thẳng hơn rất nhiều so với 2019. Tháng 8 năm 2023, tại Đài David, Tổng thống Mỹ cùng với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung, gần như một cái tuyên ngôn của một cái NATO châu Á mà hướng vào đối đầu với Trung Quốc. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2023, và ngày 8 tháng 4 năm 2024 vừa rồi, Bộ Quốc phòng của bộ ba nước AUKUS, Mỹ, Anh, Australia đã mời Nhật Bản tham gia vào cái liên hiệp này.
ngày 11 tháng 4 vừa rồi, hội nghị thượng đỉnh ở Washington giữa Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines. Đấy cũng là một hình thành cái bộ ba mới đối đầu với Trung Quốc. Ngay vì thế, có thể nói tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cái mặt tiền của Trung Quốc chưa bao giờ lại căng thẳng khó khăn như hiện nay. So với năm 19 thì hoàn toàn năm 4 này căng thẳng khó khăn nhiều. Đây là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, bán đảo Triều Tiên cũng căng thẳng, hiện nay căng thẳng hơn năm 2019. Cần kề một cuộc chiến tranh, thường xuyên ở trạng thái bên miền hồ chiến tranh. Vấn đề Đài Loan cũng căng thẳng. Tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan, tạo ra một cơn sóng dữ dội. Mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc Đài Loan cực kỳ căng thẳng. Đấy là điểm thứ tư. Điểm thứ năm, quan trọng nhất, năm 2004 này, quan hệ Mỹ với Trung Quốc xấu nhất kể từ năm 1972, tức là 52 năm nay. Đấy là thời kỳ điểm xấu nhất quan hệ Trung Mỹ. Với chiến lược an ninh quốc gia ngày 12 tháng 10 năm 2022, chính quyền Joe Biden đã đưa văn bản quan trọng nhất của Hoa Kỳ tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Mỹ trong thế kỷ 21. Trung Quốc có mưu đồ phá bỏ trật tự hiện hành của Mỹ đang chỉ đạo để thiết lập một trật tự thế giới mới mà do Trung Quốc làm chủ đạo. Và Trung Quốc có sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh ngoại giao, sức mạnh quân sự, sức mạnh công nghệ làm điều đó. Nhưng rõ ràng chưa bao giờ quan hệ Mỹ-Trung xấu như hiện nay cả. Đấy là năm cái điều mà khác nhau giữa cuộc chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2024 này so với năm 2019, cả trong nước và quốc tế. Và trong cái bối cảnh như vậy, muốn hay không muốn, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng phải đi châu Âu thôi để giảm bớt cái căng thẳng ở châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt đối đầu Mỹ Trung, có thể nói như vậy. Vâng. Ở Đức là quốc gia là đối tác kinh tế lớn nhất của Trung Quốc trong châu Âu, Pháp là quốc gia ủng hộ Ukraine, còn Serbia và Hungary là những quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Vậy thì tại sao nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại lựa chọn ba quốc gia này là điểm dừng chân, thưa Thiếu tướng? Vấn đề đồng chí nêu ra rất hay đấy ạ. Một chuyến đi công du của một nguyên thủ siêu cường như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đi đến đâu họ được tính toán rất cẩn thận. Trước hết là vì mục đích kinh tế, chính trị và an ninh. Vấn đề lựa chọn ba nước Pháp, Serbia và Hungary như đồng chí nói, mà tại sao lại không lựa chọn Cộng hòa Liên bang Đức hay Ba Lan hay cả lần Bất Tích? Đấy là sự lựa chọn tôi cho là cực kỳ khôn ngoan, được tính toán rất cẩn thận của phía Trung Quốc. Bởi lẽ về kinh tế mà nói thì đúng là Liên bang Đức là đầu tàu của nền kinh tế châu Âu, và cái quan hệ thương mại Đức với Trung Quốc cũng là quan hệ lớn nhất trong châu Âu. So với Pháp thì rõ ràng quan hệ kinh tế của Đức với Trung Quốc lớn hơn rất nhiều quan hệ giữa Pháp với Trung Quốc. Tính xét về kinh tế mà nói thì rõ ràng đúng ra là Chủ tịch Tập Cận Bình phải đến Đức. Nhưng vấn đề cái chuyến đi này không chỉ vì mục đích kinh tế, tôi cho mục đích quan trọng nữa, đấy là chính trị và an ninh. Về mặt chính trị và an ninh thì Pháp hoàn toàn có vai trò lớn hơn gấp nhiều lần so với Đức. Pháp là quốc gia duy nhất trong châu Âu hiện nay có vũ khí hạt nhân. Pháp là thành viên duy nhất trong châu Âu là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nói gì thì nói, 27 nước châu Âu, người ta vẫn đánh giá cao vai trò của Pháp đối với Liên minh châu Âu nói riêng, đối với khu vực và thế giới nói chung. Đặc biệt, Pháp đối với Trung Quốc có thái độ thân thiện hơn Đức. Nói gì thì nói, dưới thời của Tổng thống Macron, Pháp bao giờ cũng giữ mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc. Đức thì xa lánh Trung Quốc, đi theo Mỹ. Pháp là chủ trương trước đây 4 năm, năm 2019, Tổng thống Macron đưa ra cái chủ trương là
EU phải tự chủ chiến lược, tức là giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ. Cùng với đó các bạn rằng trong hơn 30 nước châu Âu thì 100 năm nay Pháp luôn luôn có thái độ không vừa lòng với Mỹ, nếu không muốn nói là thù ghét. Pháp là quốc gia mà không ưa Mỹ nhất trong châu Âu. Bao giờ Pháp cũng đòi độc lập với Mỹ cả. Đấy là những chỗ, những vấn đề cực kỳ nhạy cảm và quan trọng. Và vì thế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chọn Pháp chứ không phải chọn Đức. Chuyến đi này không chỉ mục đích kinh tế đâu ạ, là mục đích chính trị và an ninh quan trọng. Vì thế, Chủ tịch Trung Quốc chọn Pháp chứ không chọn Đức. Cái lý do ở đây là như vậy. Chỉ tác động vào Pháp có khả năng khoét sâu cái mâu thuẫn ở châu Âu với Mỹ. Đây là cái điều mà người ta nhận thức được. Chứ còn tác động vào Đức thì không thể khoét sâu cái mối chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ được. Nên chọn vào cái điểm đến hết sức quan trọng. Đối với Serbia, chúng ta nhớ rằng Serbia ở vùng Ban Căng. Gần nước Tây Ban Căng hiện nay là một cái nơi có địa vị chính trị, địa chính trị, địa chiến lược, địa kinh tế rất quan trọng, mà các quốc gia trong ngoài châu Âu đều đang lôi cuốn, muốn theo dõi, muốn hợp tác với gần nước Ban Căng. Vì thế Chủ tịch Tập Cận Bình cũng phải lựa chọn đến Serbia. Còn Hungary, dư luận châu Âu cho rằng Hungary là con ngựa thành Troa của Trung Quốc trong châu Âu. Có thể nói Thủ tướng Hungary thường xuyên phản đối những quyết định của Brussels, đặc biệt trong vấn đề đối với Nga, người đi đầu trong việc chống cái trừng phạt đối với Nga. Rõ ràng Serbia và Hungary là hai quốc gia có cảm tình với Nga và Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hai quốc gia này bao giờ có thái độ rõ ràng độc lập của mình mà không theo đuôi Mỹ 100% như Pháp, Đức và nước khác. Đấy là cái lý do mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại phải lựa chọn điểm đến đầu tiên là Paris, là Pháp, và sau đấy là đến Serbia, Hungary. Như vậy, cái chuyến đi này nhằm mục đích cả về kinh tế, cả về chính trị, trong bối cảnh Trung Quốc nó gặp quá nhiều khó khăn cả trong nước và quốc tế. Đấy là lý do mà Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Pháp, Serbia và Hungary trong cuộc chuyến thăm châu lần này. Vâng, và chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng là sẽ tạo thêm động lực hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực mà hai bên chia sẻ lợi ích và tiềm năng. Vậy thì theo Thiếu tướng, mục đích thực sự trong chuyến thăm tới Pháp, Serbia và Hungary lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là gì? Về cái mục đích thực sự trong chuyến thăm ba nước châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này, tôi cho rằng có cái mục đích tổng quát, mục đích cơ bản là bằng mọi cách thông qua chuyến đi này để củng cố mối quan hệ Trung Quốc với châu Âu, kiên quyết không để mối quan hệ Trung Quốc với châu Âu tụt xuống sâu hơn nữa. Đấy là mục đích quan trọng nhất. Gắn châu Âu với Trung Quốc, ổn định châu Âu với Trung Quốc, thiết lập mối quan hệ có thể nhìn thấy được Trung Quốc với châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 1 này. Mục đích thực sự quan trọng nhất bao trùm chuyến đi này là như vậy. Tiếp tục bằng mọi cách củng cố mối quan hệ Trung Quốc với châu Âu, không để cho nó xấu hơn. Đây là mục đích bao trùm. Về kinh tế thì chắc chắn Chủ tịch Tập Cận Bình cùng thông qua cái chuyến đi này góp phần tháo gỡ những vướng mắc về kinh tế giữa châu Âu và Trung Quốc. Chúng ta nhớ rằng là trong cái chuyến đi năm 2019 thì Trung Quốc và châu Âu đã đạt được cái thỏa thuận thương mại và đầu tư. Rồi sau đấy 5 năm vừa rồi, châu Âu đóng băng không thực hiện thỏa thuận này. Cho nên trong cái chuyến đi này thì mục đích kinh tế cũng hết sức quan trọng, thông qua Pháp, thông qua Serbia, Hungary, góp phần tháo gỡ những vướng mắc kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và châu Âu hiện nay.
Có thể nói rằng cái sản phẩm Made in China của Trung Quốc giá rẻ tràn ngập châu Âu. Các bạn đến siêu thị ở Paris, ở Berlin, ở Amsterdam, tất nơi hàng siêu thị nào tràn ngập hàng hóa Trung Quốc giá rẻ cả. Và châu Âu hết sức lo lắng cái hàng hóa Trung Quốc sẽ đe dọa đến doanh nghiệp châu Âu. Cái nghiêm trọng nhất của châu Âu đối với Trung Quốc là xuất siêu của Trung Quốc sang châu Âu. Cái lượng hàng hóa dịch vụ châu Âu sang Trung Quốc nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc sang châu Âu. Đấy là vấn đề mà cả châu Âu nhức nhối. Trong những năm gần đây, châu Âu đã tiến hành nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với các công nghệ xanh của Trung Quốc được nhập khẩu vào châu Âu, như đối với xe điện, dầu diesel sinh học nhập từ Trung Quốc, thuốc pin gió, tấm pin mặt trời cũng của Trung Quốc. Và vừa rồi, thưa các bạn, lần đầu tiên châu Âu mở cuộc điều tra về thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc. Có thể nói, châu Âu rất bất bình với Trung Quốc trong cái hoạt động thương mại đầu tư kinh tế bất bình đẳng. Và vì thế, trong chuyến đi này, chắc chắn Chủ tịch Tập Cận Bình cũng muốn thông qua đối thoại với Tổng thống Pháp Macron và những người lãnh đạo Serbia về Hungary, cũng muốn gửi thông điệp đến 27 nước châu Âu: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác, chia sẻ lợi ích chung, hợp tác cùng thắng. Và Trung Quốc cũng muốn rằng châu Âu có thiết kế quan hệ với Trung Quốc hết sức đúng đắn, thực dụng vì lợi ích của hai bên. Và châu Âu, Trung Quốc không có những hành động vi phạm WTO như châu Âu nghĩ đâu. Trên chuyến đi lần này về mặt kinh tế, thông qua đối thoại về Pháp, Tổng thống Macron và những người lãnh đạo của Serbia Hungary, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng muốn góp phần vào cái củng cố, thúc đẩy cái mối quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Trung Quốc. Đấy là vấn đề kẹt nhất hiện nay mà khó mà thảo gỡ được trong một thời gian ngắn. Và chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Brussels đang tăng cường các biện pháp thương mại chống lại Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh coi là chủ nghĩa bảo hộ rõ ràng của châu Âu. Do đó thì ông Tập Cận Bình sẽ tranh thủ Pháp, Serbia và Hungary như một sứ mệnh ngăn chặn chiến tranh thương mại. Và theo Thiếu tướng thì nhà lãnh đạo Trung Quốc có nhượng bộ cơ bản nào cho Mỹ và EU trong xung khắc thương mại song phương hay không? Tôi tin rằng trong cuộc đối thoại với Tổng thống Macron của Pháp và những người lãnh đạo Serbia và Hungary về trên lĩnh vực kinh tế, chắc chắn Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một số cái nhượng bộ nhất định. Cái nhượng bộ đến cái đồ để xóa dịu cái mối quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc, cái biến đồ nhượng bộ chỉ vậy thôi ạ. Có lẽ Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hứa với châu Âu thông qua Pháp rằng là Trung Quốc sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp của châu Âu làm ăn ở Trung Quốc. Cái việc ấy chắc chắn Chủ tịch Trung Quốc sẽ cam kết. Thứ hai là Trung Quốc cũng sẽ cam kết là xem lại để hạn chế và giảm dần cái xuất siêu của Trung Quốc sang châu Âu. Nhưng vấn đề này, tôi tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẵn sàng có cái nhẫn nhường để xóa dịu cái mối quan hệ châu Âu với Trung Quốc căng thẳng về kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc còn mua thêm cái máy bay Airbus của Pháp và sẵn sàng nhập thêm hàng hóa của Đức và cả nước châu Âu. Những cái hành động này tôi cho rằng là để góp phần và giảm bớt cái xuất siêu của Trung Quốc sang châu Âu. Và trong đấy chắc chắn có vấn đề là Trung Quốc cam kết sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp của châu Âu làm ăn Trung Quốc. Những việc ấy tôi cho rằng hoàn toàn có thể xảy ra. Và những nhân nhượng ấy là khôn ngoan và đúng mức để làm dịu cái mối quan hệ căng thẳng về kinh tế giữa châu Âu và Trung Quốc. Vâng ạ. Điều mà Mỹ, EU và NATO cũng như là các nước phương Tây lo ngại sâu sắc đó là Trung Quốc hậu thuẫn Nga về quân sự để Moscow có thể tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thì đây có phải là vấn đề trọng tâm trong các cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo Pháp, Serbia và Hungary hay không, thưa Thiếu tướng? Trên lĩnh vực chính trị và an ninh thì có lẽ mắc mớ lớn nhất hiện nay giữa Trung Quốc và châu Âu là cuộc chiến Nga-Ukraine. Xin lưu ý các bạn rằng trên lĩnh vực
kinh tế thì giữa các nước châu Âu, kể cả giữa Pháp và Đức, còn có nhận thức và quan điểm khác nhau trong hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Nhưng về mặt chính trị và an ninh, đặc biệt trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thì hầu như tất cả nước châu Âu, trừ Hungary và một số nước thôi ạ, chứ còn Pháp với Đức, với Mỹ, hoàn toàn thống nhất với nhau trong việc đánh giá Trung Quốc. Mỹ, Pháp, Đức đều cho rằng Trung Quốc là hậu thuẫn hỗ trợ cho Nga. Vì thế, cái việc Nga mà vượt qua được 17.500 lệnh trừng phạt, kinh tế Nga không sụp đổ, không tan rã, quốc phòng Nga vẫn đứng vững, trong các nguyên nhân có nguyên nhân để hỗ trợ của Trung Quốc. Và có thể này, Mỹ, Pháp, Đức gây gắt nhất, họ cho rằng Trung Quốc đã cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Đặc biệt, Mỹ và châu Âu nói chung, đặc biệt là Pháp, Đức cho rằng Trung Quốc được cung cấp những nguyên liệu thành phẩm, bán thành phẩm cần thiết cho Nga để Nga sản xuất vũ khí, kể cả máy bay không người lái và vũ khí sát thương. Chứ vấn đề Nga-Ukraine là vấn đề lớn nhất về mặt chính trị an ninh trong quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu. Trong vấn đề Nga-Ukraine, thưa các bạn, Mỹ và châu Âu thống nhất 100% với. Còn trong vấn đề kinh tế, rõ ràng giữa Mỹ và châu Âu còn khác nhau lắm. Thậm chí có lúc của nó còn mâu thuẫn gay gắt. Nhưng riêng về vấn đề cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với Trung Quốc, thì Mỹ và châu Âu hoàn toàn thống nhất với nhau. Cái thông điệp đưa ra của Tổng thống Macron thay mặt Liên minh châu Âu, thay mặt Mỹ, yêu cầu Trung Quốc phải ngừng ngay mọi cái hoạt động hậu thuẫn Nga, đặc biệt là Trung Quốc không được viện trợ vũ khí, các nguyên liệu bán thành phẩm để Nga sản xuất vũ khí. Đấy là vạch đỏ mà châu Âu vạch ra, vạch đỏ Mỹ vạch ra. Trên vấn đề này, tôi cho có lẽ trong cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống và Macron, đấy là vấn đề gay gắt nhất. Đúng như đồng chí nói, dư luận quan tâm nhất điều này. Và vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay là giữa Trung Quốc và châu Âu là chính là chỗ này. Vấn đề quan trọng nhất đây. Vâng ạ. Thưa Thiếu tướng, thì dư luận Mỹ và Nga thì đánh giá như thế nào về chuyến thăm châu Âu lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Và chuyến đi này thì có đạt được kỳ vọng của Bắc Kinh như đã đặt ra không ạ? Về vấn đề này thì thưa các bạn, tôi xin có một ý kiến thế này. Thứ nhất, Mỹ rất quan tâm đến cuộc đi thăm ba nước châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và chắc chắn trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân đến Paris thì Mỹ và Pháp cũng đã trao đổi với nhau rồi. Có lẽ những vấn đề mà Tổng thống Pháp Macron đặt ra đối với Tập Cận Bình cũng lộ có ý kiến của Mỹ rồi, có thể nói thẳng như vậy. Mỹ rất quan tâm về chuyến đi này. Quan tâm nhất vấn đề thương mại là phụ thôi, vấn đề quan trọng nhất là thông qua châu Âu, châu Âu dùng đòn bẩy kinh tế để buộc Trung Quốc phải thay đổi thái độ đối với Nga, không được hỗ trợ Nga. Đấy là vấn đề Mỹ quan tâm nhất. Nhưng thực ra Mỹ, tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không lạc quan, không tin rằng Liên minh châu Âu thông qua Pháp có thể làm thay đổi quan điểm của Trung Quốc đối với cuộc chiến Nga của Ukraine được. Tôi tin rằng Mỹ cũng không tin. Châu Âu cũng không thể đủ sức dùng cái đòn bẩy kinh tế để buộc Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc thay đổi thái độ đối với cuộc chiến Nga của Ukraine được. Thì đấy là Mỹ. Nhưng họ vẫn theo dõi sát. Họ vẫn hợp tác với châu Âu, hợp tác với Pháp trong cái đối thoại về Trung Quốc. Còn về Nga, thật ra Nga thì cũng không quan tâm lắm cái mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và châu Âu. Riêng về cuộc xung đột Nga-Ukraine thì tôi tin rằng Tổng thống Nga Putin cũng tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không thay đổi quan điểm cơ bản về cuộc chiến này, có thể nói như vậy. Và hai tuần nữa thì Tổng thống Putin sang thăm Trung Quốc đấy ạ. Trên Nga thì theo dõi cái chuyến đi này với một thái độ khác Mỹ. Có thể nói Nga tương đối yên tâm hơn và không có chuyện gì quan trọng cả. Còn về đánh giá khái quát chuyến thăm ba nước
châu Âu của Chủ tịch Quang Minh, thì tôi nghĩ chúng ta có thể nói như thế này. Thứ nhất, không có đột phá nào cả. Cả về kinh tế, cả về chính trị, anh không có đột phá nào cả. Trong kinh tế có bước tiến nhỏ. Trung Quốc có bước lùi, có cái nhấn nhường nhất định. Trong hoạt động thương mại đầu tư, đặc biệt là cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp châu Âu làm ăn ở Trung Quốc. Đặc biệt là giảm bớt cái xuất siêu Trung Quốc sang châu Âu. Rồi là cũng sẽ có cái hợp tác giữa châu Âu với Trung Quốc trong một loạt vấn đề, kể cả thương mại và đầu tư. Đấy là những bước tiến nhỏ, nhưng mà là cần thiết để duy trì củng cố mối quan hệ châu Âu với Trung Quốc. Về mặt chính trị và an ninh, hai bên dừng lại ở trao đổi nhận thức, quan điểm để hiểu nhau thôi ạ. Cuối cùng thì kết thúc cuộc thăm này, Trung Quốc và châu Âu vẫn giữ quan điểm riêng biệt với nhau. Tất nhiên, họ vẫn cam kết tiếp tục thảo luận. Chắc chắn sẽ còn bao nhiêu cuộc thảo luận tiếp tục giữa lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo về vấn đề Ukraine và cả vấn đề Israel và Iran nữa đấy ạ. Trên vấn đề chính trị an ninh tiếp tục hai bên câu giờ. Tổng kết lại, chuyến đi này không có đột phá trong tất cả vực về mối quan hệ Trung Quốc với châu Âu. Nhưng nói gì thì nói, Trung Quốc cũng thu được lợi ích cần thiết. Lăng xê ra quan điểm rõ ràng của Trung Quốc để châu Âu hiểu. Và rõ ràng, tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu. Tôi cho để thành công của chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình sang bên ở châu Âu vừa rồi. Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích, những bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cường. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, quan hệ Trung Quốc-EU không chỉ liên quan đến sự phát triển trong tương lai của cả hai bên, mà còn có tác động quan trọng đến quan hệ toàn cầu và chủ nghĩa đa phương. Sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-EU sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Bởi vậy, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới châu Âu lần này có ý nghĩa như một đòn bẩy thúc đẩy sự ổn định trong một thế giới nhiều biến động. Và tới đây thì chương trình Bàn tròn Thế sự cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website truyền hình nghệan.vn, trên kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.